Xin chào các bạn, rất là vui được quay trở lại video ngày hôm nay. Thì trong video này mình sẽ giải đáp một số câu hỏi và thường được nhận rất nhiều từ phía các bạn, đó là giao thức hát. Vậy thì giao thức hát là cái gì? Thì ngày hôm nay mình sẽ trình bày chi tiết trong những slide sắp tới đây. Đầu tiên chúng ta cần nắm được là những cái chủ đề ngày hôm nay mình sẽ nói. Thứ nhất là hát là gì. Thứ hai, hát được sử dụng với cảm biến analog như thế nào. Thứ ba là hát hoạt động như thế nào. Và cuối cùng, những lợi ích mà cái giao thức hát đem lại, đặc biệt sử dụng trong những cảm biến công nghiệp. Và các bạn đừng quên theo dõi kênh, đăng ký và bấm nút chuông để cập nhật những video mới nhất. Và đừng quên tham gia group vay những người làm mạng công nghiệp nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi tới slide đầu tiên. Để trước mắt, trước tiên chúng ta muốn hiểu được hát là gì thì mình xin nhắc lại là cái current loop trong cái giao thức 420. Đầu tiên chúng ta biết được là chúng ta sẽ có một bộ BOC và một cái module giao thức có giao tiếp analog 420 và có một cảm biến công nghiệp, có thể là cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, vân vân. Tiếp theo chúng ta sẽ kết nối tín hiệu tới cái module này. Và từ cái module này chúng ta kết nối tới những cái cảm biến. Thì đối với cái tín hiệu 420 thì chỗ này chúng ta gọi là tín hiệu current loop 420. Bình thường chúng ta có thể là kết nối từ 50 cho tới 100m. Nhưng đối với cái giao thức, đối với cái tín hiệu 420 này thì cái khoảng cách của chúng ta có thể kéo dài tối đa dưới 1000m, có nghĩa là dưới 1000km. Về cái ưu điểm của công nghiệp khi mà chúng ta sử dụng cái tín hiệu dòng điện, đó là nó không bị sụt áp, nó không bị nhiễu và cái khoảng cách truyền được xa hơn. Thì đó là những cái ưu điểm rất nổi trội khi mà các cảm biến hiện nay hầu như tất cả các hãng đều phải có cái giao thức, cái kiểu giao tiếp này. Đó, đây là cái giao tiếp căn bản nhất. Rồi, tiếp theo chúng ta để hiểu rõ hơn về cái 420 này thì mình sẽ có một cái minh họa như sau. Thì đầu tiên chỗ này mình sẽ kết nối vào một cái cảm biến, vào một cái module 420 tín hiệu milliampere nha. Rồi, chúng ta sẽ có một cái bình nước, một cái bồn nước. Thì trong này nó sẽ có 0 và 1000 lít. Thì 0 lít tương đương với 4mA và 20mA tương đương với 1000 lít. Vậy thì cái 4 và 20mA này đại diện cho những cái con số nào? Đầu tiên chúng ta biết được rằng là nếu cái bình nó đầy tương đương với 20mA, 1000 lít, thì cái tín hiệu mà nó phản hồi từ con cảm biến đo mức hoặc là tại đây thì nó phản hồi về cái BOC của chúng ta là 20mA. Thì trong cái BOC chúng ta sẽ thực hiện một cái phép scale, có nghĩa là chia lại cái tỷ lệ là 1000 lít tương ứng với 20mA. Tất nhiên khi đọc vào trong đây, cái số của nó là 65.000 bao nhiêu, nó tầm đó, thì chúng ta scale lại cho đúng, chứ không phải cái giá trị 20mA này nha. 20mA này là analog, chúng BOC sẽ quy định, sẽ chuyển đổi thành cái dạng số logic đó cho nó phù hợp với cái cách đọc của BOC. Rồi, tiếp theo, sau khi mà cái bình nó đầy thì nó sẽ tiếp theo nó sẽ lưng xuống. Nếu mà nó lưng xuống tới mức 4mA tương đương với 0 lít thì cái tín hiệu nó phản hồi về cái BOC là 4mA tương ứng với cạn, nước đã cạn rồi. Rồi nếu trường hợp cái lợi nữa tiếp theo mà mình muốn nhắc đến khi sử dụng cái giao thức này, đó là cái đường truyền của chúng ta nếu xảy ra đứt thì ngay chỗ này nó sẽ hiện lên là 0mA, có nghĩa là không tín hiệu. Cái việc này nó báo cho các anh em mà kỹ thuật á, là biết được là hiện tại dây cáp nó bị đứt hoặc là cảm biến nó bị hư. Thì lúc đó chúng ta sẽ có được cái phương án giải quyết nó nhanh hơn. Đó là cái ưu điểm rất hay của cái tín hiệu hầu như gặp 99% trong công nghiệp này. Đó là cái giao thức 420. Rồi, trước khi mà nói tới giao thức hát thì mình sẽ xin nhắc lại một cái kỹ thuật rất là lâu rồi, đó là cái kỹ thuật dịch chuyển tần số, tên tiếng Anh là Audio Frequency Shift Keying, nó viết tắt là AFSK. Thì cái này nó có trong cái giao tiếp giữa các điện thoại với nhau, người ta gọi là cái giao thức Bell 202 Modem Standard dành cho các điện thoại. Đó là giữa sự dịch chuyển của các tần số, sau đó nó mã hóa lại thành tín hiệu 01. Vậy thì cái sự dịch chuyển nó như thế nào thì mình sẽ xin trình bày ngay chỗ đây. Thì đối với những cái tín hiệu này thì cái tần số nó hoạt động 2200 Hz tương ứng với bit 0 và 1200 Hz tương ứng với bit 1.
Thì khi cái bit này ở chế độ half duplex, có nghĩa là một trong hai tần số này, có nghĩa là nó truyền từ cái bên mô điện thoại này qua bên điện thoại này, nó truyền luân phiên, có nghĩa là vậy. Bit 1 hoặc bit 0 mình sẽ mô tả tiếp theo đây. Thì đầu tiên, ví dụ như bit 0, nó sẽ tiến hành mã hóa tiếp theo là bit 1. Rồi, sau khi bit 1 tiếp theo là bit 0. Đó, cứ lần vậy nó luân phiên tùy thuộc vào cái yêu cầu cái mã hóa tần số như thế nào mà nó quy định. Rồi tiếp theo nữa chúng ta sẽ có được một cái những cái tần số này nó sẽ quy định là cái số bit logic của chúng ta là bit 0 hay là bit 1. Nếu các bạn đã từng biết là cái 1 á, có nghĩa là chúng ta thổi những cái còi thì chúng ta biết được là những cái quy tắc, quy thức, ví dụ như 2-3 tiếng là chữ A hoặc là 1 tiếng là chữ B, vân vân. Thì cái này cũng tương tự như vậy, nhưng mà với tần số 2200 và 1200 Hz, đó nó tương ứng những cái con số mà mình đã liệt kê ở trong cái slide này. Tiếp theo, khi mà chúng ta đã biết cái kỹ thuật dịch chuyển tần số này đó, thì nó áp dụng vào cái giao thức hát như thế nào, thì mình sẽ bắt đầu slide tiếp theo. Rồi, đầu tiên hát là gì? Mình phải biết được là cái từng cái ký tự của nó. Tiếp theo, hát nó đại diện cho chữ H là highway, tiếp theo là chữ A là addressable, tiếp theo là R là remote, và cuối cùng là T là transducer. Highway có nghĩa là tốc độ cao, addressable là có bảng địa chỉ rõ ràng, remote là có thể là kết nối đi ra xa. Transducer có nghĩa là những cái thiết bị có thể là lưu lượng, đo lưu lượng, nhiệt độ, áp suất. Đó, thì chúng ta có những cái nhà chuyên làm ra các thiết bị cái giao thức này lớn như là Siemens, ABB, Honeywell, Andreas Hauser, Alebreplay, vân vân, rất là nhiều thiết bị liên quan tới cái giao thức này. Và một câu hỏi đặt ra là vậy cái sự liên quan giữa 420 và cái hát này nó như thế nào, thì mình sẽ xin trình bày tiếp theo ngay sau đây dựa vào một cái biểu đồ và một cái cột. Mình cho đầu tiên là cái cột thời gian, tiếp theo nữa là cái cột liên quan tới dòng điện 4-20 mA. Đầu tiên mình sẽ ví dụ là con nhiệt độ cơ bản nhất đi là cảm biến nhiệt độ thì 0-100 độ C, tương ứng với cái tỷ lệ cái giá trị scale trên màn hình ở đây. Đó, thì chúng ta sẽ có một cái nhiệt độ lên xuống dao động, thì cái tín hiệu mà hát nó sẽ lồng trong, nó chồng lên tín hiệu 420 mA này. Có nghĩa là hồi nãy chúng ta thấy được cái sự dịch chuyển của các bit đúng không? Thì bây giờ đó 2200 Hz nó sẽ chồng lên cái tín hiệu 420 mA này. Đó, nó rất là đơn giản. Rồi một câu hỏi được đặt ra là tại sao hai cái này có chung hay không? Câu trả lời là không. 420 mA là một tín hiệu riêng và H là một tín hiệu riêng. Rồi một câu hỏi được đặt ra nữa là nó có gây nhiễu động hay không? Đối với H thì những cái bộ mã hóa của nó sẽ dao động từ cái mức 0 mA hoặc là cộng trừ 0.5 mA, và nó chồng cái tần số của nó rất là cao, 1200 Hz và 2200 Hz. Nó mã hóa thành logic bit 0 và bit 1. Đó, thì khi mà mã hóa như vậy và cộng với cái tần số nó quá lớn thì nó sẽ mượn cái đường truyền 420 thành cái tín hiệu của nó. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra rất là thú vị nữa là nếu mà cái đường dây điện của chúng ta trong nhà, chúng ta có thể là truyền được cái tần số trong đó hay không? Thì cái câu hỏi đó rất là hay, thì chúng ta hãy để lại trong cái mục comment nha. Ok, rồi sau khi mà chúng ta đã biết được cái cách thức, cái tín hiệu của nó truyền nó dựa vào cái đường chuẩn là 420 mA, thì chúng ta sẽ qua slide tiếp theo. Đó là một số cái thông tin cơ bản mà chúng ta cần lưu ý về cái giao thức này. Thứ nhất là đối với những cái thiết bị là khi chúng ta mua về hoặc là trên thiết bị đó có đề cập đến cái giao thức này, ví dụ như 420 mA cộng với H, có nghĩa là nó hỗ trợ cái giao thức này dành cho chúng ta. Và một cái câu hỏi được đặt ra nữa là các transmitter này nè, các BLC bình thường đọc 420 có thể nào đọc H được hay không? Xin thưa là không. Những cái BLC này nó phải có cái sự hỗ trợ, có những cái card tương ứng để đáp ứng được cái giao thức này, cái truyền thông này. Rồi đầu tiên một số cái thông tin mình gửi đến như sau. Thứ nhất là nó được phát triển bởi Romot năm 1980. Và thứ hai nữa là các lớp giao tiếp vật lý của nó.
Thì trọng tâm ngày hôm nay mình đề cập tới Current Loop. Và một cái giao thức mà nó có thể sử dụng thường gặp trong các bảng, trong các thiết bị của Android Hauser, đó là Wireless theo chuẩn 802.15.4 hoặc là thông qua IP hoặc là RS 485. Rồi tiếp theo, khi mà nói đến sự giao tiếp thì chúng ta sẽ cần cái phần mềm, cần BOC và các RTU. RTU là các bộ transmitter, ví dụ như cảm biến áp suất, cảm biến nhiệt độ, cảm biến độ mức, hoặc là thiết bị IO hỗ trợ chuẩn giao tiếp H. Tiếp theo, các ứng dụng mà thường chúng ta sử dụng các thiết bị có giao tiếp H này là trong môi trường khắc nghiệt, chống cháy nổ, ví dụ như nhà máy nhiệt điện, hóa chất, dầu khí. Đó là những nhà máy nó họ đòi hỏi một cái tiêu chuẩn, một cái quy trình và một cái thiết bị nó đáp ứng trong môi trường, ví dụ như chống cháy nổ, khắc nghiệt và vẫn đảm bảo được tín hiệu truyền về phòng điều khiển. Và tiếp theo, số 5, đó là cái định danh ID. Khi nói đến định danh ID có nghĩa là chúng ta đã từng nghe giao thức RS 485, có nghĩa là nó có master và slave. Thì cái giao thức H này nó cũng tương tự y chang như vậy, nó vẫn có master và có những slave, và trên đó nó có địa chỉ 123 để chúng ta gán, chúng ta cần thiết bị nào chúng ta truy xuất và lấy dữ liệu. Thứ 6, đó là tốc độ 1200 bit trên giây, thì nó tương đối đã đủ đối với các ứng dụng công nghiệp. Thứ 7, đó là nó hoạt động trên một cặp dây có tín hiệu analog 4-20mA. Thì cái này mình đã đề cập ngay từ slide đầu tiên, đó là cái ưu điểm của nó. Rồi, thứ 8, đó là sử dụng kỹ thuật mã hóa tần số với bit 1 là 1200Hz và bit 0 là 2200Hz. Số 9, đối với mạng H thì tín hiệu 420 loop sẽ đi kèm với một điện trở 250 ohm. Đó, thường nó từ 250 ohm đến 1100 ohm, nhưng mà cái tín hiệu điển hình đó là 250 ohm, bởi vì cái mục đích chuyển đổi từ 420mA sang 1.5V, cái này mình sẽ nói trong slide sắp tới, nó có một cái mấu chốt rất quan trọng tại sao phải cần cái con điện trở này. Và một số anh em thường chúng ta quên cái con điện trở này. Tất nhiên một số BOC, một số cái bộ đọc chúng ta đã hỗ trợ được cái điện trở này, nhưng mà đối với những anh em mà lần đầu tiên chúng ta sử dụng thiết bị cầm tay, chúng ta không thể nào truy xuất vào được, thì cái con điện trở này trở thành một cái bị cứu tinh rất là đắc lực. Và cuối cùng nó có 3 nhóm lệnh chính. Đầu tiên là Universal, hoạt động với ID, chúng có nghĩa là đối với nhóm lệnh này chúng ta có thể lấy được cái thông số, lấy được cái ID và cái tái hoạt động. Nhóm lệnh thứ hai đó là Common Practice này. Thì cái nhóm lệnh này nó dành cho các kỹ sư hoặc là cái quá trình nó những cái thông số chi tiết hơn. Và những cái nhóm lệnh cuối cùng đó là Device Family, nó dành riêng cho từng dòng thiết bị, từng cái quy định của từng nhà sản xuất. Rồi tiếp theo là các kiểu giao tiếp. Thì đầu tiên mình xin nhắc tới là có cái kiểu giao tiếp thường được thấy, đó là cái kiểu Master, Born and Respond, có nghĩa là yêu cầu và nhận. Thì chúng ta sẽ có những cái thiết bị như sau: máy tính, BOC và các thiết bị ở hiện trường sử dụng cái giao thức H. Tiếp theo thì những cái BOC, DCS hoặc là VAS này, nó là master, nó là cái chính, nó lấy tín hiệu từ những cái thiết bị này. Rồi chúng ta có thêm một cái module nhận cái tín hiệu 420mA. Thì từ đây, tất nhiên ở dưới này slide chúng ta cũng là những thiết bị có yêu cầu, có hỗ trợ là H 4-20mA. Chúng ta sẽ kết nối dây từ các BOC đến những cái module này. Rồi thì ngay chỗ các master chính này thì chúng ta sẽ thực hiện một cái yêu cầu, có nghĩa là thực hiện một cái lệnh để gửi đến những cái thiết bị slave này. Thì những thiết bị slave này sau khi nhận được cái command đó thì nó sẽ phản hồi lại, trả lời lại cái master. Nhưng mà trong trường hợp khi mà một hệ thống đang hoạt động, chúng ta muốn can thiệp vào lấy dữ liệu nữa, hoặc là theo dõi được cái thiết bị slave này, hoặc là cài đặt lại thiết bị slave này, thì chúng ta sẽ sử dụng một cái thiết bị cầm tay, đó là một cái handheld terminal. Thì chỗ này mình gọi là một cái master tạm thời, chỗ này là master chính, đều có thể truy cập vào slave này song song cùng lúc. Rồi chúng ta sẽ có một cái tín hiệu như sau. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái thiết bị này đi, nó truy xuất vào đây, nó quan sát thử thiết bị hoạt động có tốt hay không, hoặc là cài đặt, thì nó sẽ đi theo cái luồng dữ liệu này. Rồi tới đây, tại sao một số cái thiết bị chỗ này nó lại, cái thiết bị handheld terminal này nó không truy cập vào được thiết bị này? Nó có một cái lý do, nó thiếu được
nó thiếu con trở 250 ôm. Tại sao nó thiếu này thì mình giải thích trong slide sắp tới luôn. Thì khi mà chúng ta bổ sung cái con trở 250 ôm này, nó đủ được cái hiệu điện thế, nó đủ được cái dòng nó chạy qua thiết bị, thì nó sẽ đọc được trên cái thiết bị handheld terminal này. Rồi sau khi mà có bổ sung được thì tiếp theo tín hiệu sẽ chạy vào trong cái thiết bị ở hiện trường và lấy cái tín hiệu và thu thập lại về cái handheld terminal này, thì chúng ta đọc được dữ liệu. Thì đây mình gọi là hai cái kiểu kết nối giao tiếp là hai master, pole và response. Nó rất là hữu dụng, và đặc biệt những cái nhà máy lớn chúng ta đều trang bị cái thiết bị cầm tay này. Rồi quay trở lại một cái câu hỏi rất là hay, đó là cái điện trở 250 ohm mục đích của nó là gì, thì mình sẽ giải thích trong cái slide tiếp theo đây. Đó là chúng ta đã biết sơ đồ này, chúng ta đã biết được tất cả các thiết bị, cái ứng dụng của nó, tại sao nó hoạt động rồi. Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ khai triển ra cái 250 ohm này nó ảnh hưởng như thế nào trong mạch điện. Thứ nhất là khi mà mạch phòng không đủ trở kháng để cho tín hiệu hát được phát hiện nha, bởi các thiết bị hát cầm tay hay module hát, thì các thiết bị cầm tay là đây. Thì bình thường chúng ta truy cập vào cái đường dẫn này thì nó không đủ trở kháng thì cái máy này nó sẽ không đọc được. Thì chính vì lẽ đó chúng ta sẽ thêm cái con điện trở 250 ohm này. Và thêm một cái thông tin nữa, đó là các thiết bị nhận này nó chỉ đọc được các tín hiệu dưới dạng điện áp, cho dù tín hiệu đọc được là tương tự hay hát. Thì vì vậy là nếu nó không có trở thì tín hiệu dòng điện sẽ hình thành một điện áp rơi không xác định, cho nên phải cần điện trở 250 ohm. Vậy thì nếu mà chúng ta không có 250 ohm chỗ này thì chỗ này á, điện áp nó treo, nó điện áp rơi, nó không xác định được là cái mức tối thiểu là bao nhiêu và mức tối đa là bao nhiêu. Rồi nhắc tới mức tối thiểu tối đa thì mình sẽ có một cái thông tin này. Hồi nãy mình có một thông tin là tín hiệu các thiết bị cầm tay này, này nó chỉ đọc được các tín hiệu dưới dạng điện áp, thì cái điện áp nó đọc là từ 1 tới 5 V, còn cái 4 đến 20 mA là cái điều kiện cần, có nghĩa để cho nó hình thành được cái điện áp 1 V này. Thì đây là một trong những cái thông tin nó đôi khi các anh em tìm hiểu trên mạng rất lâu nó sẽ có cái thông tin này, thì mình sẽ đúc kết lại trong slide này, nó rất là hữu ích, nó hữu hiệu. Rồi như chúng ta đã biết là định luật ohm á, thì cái sự phụ thuộc vào cường độ dòng điện của hiệu điện thép và điện trở vân vân, thì cái này nó là một cái định luật rất cơ bản rồi. Nó có một cái công thức như sau: U bằng Y nhân R. Thì đầu tiên chúng ta có được là U bằng 4 mA. Thì chúng ta nếu chúng ta có cho thêm được một con trở 250 ohm nữa thì chúng ta nhân hai giá trị này lại, có phải là bằng đầu tiên mình sẽ nhắc lại là 1 ampere là bằng 1000 mA, đúng không? Vậy thì U là bằng 4 nhân cho 250 ohm, mình chia cho 1000 ở đây á, là mình đổi ra từ mA mình sang ampere thì nó bằng 1 volt chỗ này. Đó, anh em có thể là lấy giấy bút ra, anh em ghi lại cái công thức hoặc là ghi lại cái cách này, nó cũng khá đơn giản, nhớ là được rồi. Thì chỗ này mình 1 volt tương ứng với 4 mA, 3 volt 12 mA và 5 volt 20 mA. Như vậy các cạc, các BOC nó đọc là nó đọc cái tín hiệu này. Đó, ok, mình hiểu được cái cách thức của nó như vậy thì mình sẽ dễ làm việc hơn và dễ truy xuất, mình dễ dàng mình sử dụng các thiết bị cầm tay hơn. Rồi thì đó là một cái thông tin rất là quan trọng mình gửi tới các anh em. Rồi tiếp theo trong cái một cái kiểu giao tiếp là nó có cái kiểu brute. Brute này có nghĩa là các master của chúng ta, các supply, nó chỉ đẩy cái dữ liệu lên master liên tục, đẩy đến khi nào master yêu cầu dừng lại thì thôi. Thì mục đích của nó là ví dụ như yêu cầu nhận được cái thông tin cứ lấy lên liên tục. Đó, đó là quan trọng. Rồi một cái kiểu giao tiếp rất phổ thông và được triển khai rất là nhiều, đó là cái kiểu multi-drop. Thì khi mà multi-drop thì mình không hiểu thì sau đây mình sẽ trình bày một cái hình. Thì chúng ta biết được rằng là các BOC, các hệ thống DCS, BC, các đó là những cái master. Thì những cái master này nó kết nối với những cái con slave mình tạm gọi là cảm biến áp suất, cảm biến lưu lượng, cảm biến nhiệt độ vân vân. Thì chỗ đây chúng ta sẽ ví dụ như chúng ta cần lấy cái dữ liệu từ cái con cảm biến đo áp suất slave 1 đi, thì từ master sẽ gửi ra một cái lệnh yêu cầu và slave sẽ phản hồi lại tương tự với slave 2 đó, tới tối đa là slave 15.
Như vậy đối với cái hệ thống mà giao thức H này thì cái thiết bị tối đa nhận được đó là 15 thiết bị sử dụng trong môi trường chống cháy nổ. Rồi, một câu hỏi được đặt ra là nếu mà một cái hệ thống master của chúng ta mà truy cập hết toàn bộ các thiết bị con trong này thì cái thời gian mà nó phản ứng, phản hồi là bao nhiêu? Thì chúng cần 7,5 giây để quét và đọc hết tất cả các dữ liệu từ 15 thiết bị và gửi về BOC, DCS hoặc BOC. Có nghĩa là cái master của chúng ta, một trong những cái hệ này nha. Ok, thì đó là những cái thông tin mình gửi đến. Và cái slide tiếp theo là mình trình bày cũng cái kiểu giao tiếp multi-rob nữa. Nhưng ở đây mình sẽ khắc họa thêm cho anh em thấy được rằng là cái kết nối liên tiếp 2-3 thiết bị đồng thời với nhau. Đó, thì đầu tiên mình sẽ có những cái thiết bị ở hiện trường như đây là mình gọi là những cái H-transmitter. Tiếp theo nữa là nó sẽ có cái cộng trừ. Rồi, tiếp theo nữa là cái kết nối giữa các thiết bị này. Thì tại sao mình chỗ này mình cho cái đường dây màu xanh này, mình có dụng ý là ba thiết bị này đo áp suất này hoặc là đóng mở cửa van vân vân thì mình cho nó nối chung vào một sợi dây và trả về cái power supply impedance này. Rồi chỗ này thì mình sẽ kết nối riêng độc lập, chỗ này là độc lập. Như vậy cái tín hiệu giữa ba bộ này là đồng nhất với nhau, là y chang như nhau, gửi về với nhau. Ví dụ như mình điều khiển mở cổng hoặc là mình điều khiển mở van thì ba cái thiết bị này nó nhận đồng thời tín hiệu hoặc là nó phản hồi hồi đồng thời, thì cái tín hiệu nó đi như sau. Tiếp theo là tín hiệu mình anh em sẽ thấy nó chạy. Đó, thì nó chạy từ thiết bị 1 qua thiết bị 2 qua thiết bị 3. Cứ vậy mà nó chạy cho tới khi mà về nó lúp tạo thành một cái vòng. Thì lúc đó nó đã đạt được gọi là cái tín hiệu nó trả về. Đó, như vậy là nãy giờ cái chấm vàng này chúng ta đi qua ba thiết bị thì ba tín hiệu này nó tương đồng, nó bằng nhau nha. Kể cả lấy tín hiệu, kể cả điều khiển thì cái này người ta dùng để điều khiển được cùng lúc ba thiết bị hoặc là tại ba vị trí. Còn chỗ này tại một thời điểm chúng ta chỉ lấy được một tín hiệu, một thiết bị tương tự với bộ này. Đó, đó là một cái thông tin rất là mình nghĩ rất là hữu ích khi mà chúng ta kết nối nó như thế nào. Rồi, thì sau khi mà chúng ta biết được là cái cách kết nối cái đầu tiên 420 là gì, H là gì, rồi cách hoạt động nó như thế nào, cách nối dây nó như thế nào, thì tiếp theo là những cái lợi ích mà nó đem lại. Thì cái lợi ích đầu tiên là nó hoạt động dựa trên đường truyền tín hiệu 420mA, nó trở thành gọi là nó quá phổ thông rồi. Tiếp theo nữa là nó dễ dàng sử dụng và dễ dàng cho các anh em nhà máy nắm được thiết bị. Nó không quá khó như những giao thức mới như bây giờ, ví dụ như Ethernet, Ethernet thì chúng ta cần cái thời gian chúng ta học hỏi và lập trình. Còn cái này là nó hoạt động dựa trên phần mềm, dựa trên cấu hình phần cứng và cái thời gian triển khai nó rất là nhanh. Tiếp theo nữa, cái rủi ro ít lỗi. Có nghĩa là tại sao mình nói đầu tiên mình thấy được cái kết nối của nó có 2 dây và kết nối của nó lúp như thế nào, và khi mà kết nối với thiết bị đó nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu, ví dụ như là cái motor hoặc là những cái thiết bị gây nhiễu, tại vì nó hoạt động dựa trên cái nguồn dòng ha. Rồi, nó sử dụng cho môi trường chống cháy nổ, cái chi phí triển khai nó thấp và nó dễ dàng triển khai trên khu vực rộng. Chúng ta biết được rằng là các cái giao thức, các cái kết nối là 420 á, là dưới một cây số thì cái tín hiệu H này chỗ nào có 420 thì chỗ đó tôi có thể can thiệp vào cái tín hiệu H này được. Và cuối cùng là nó tương thích với nhiều thiết bị điều khiển công nghiệp, thì chúng ta biết được là Siemens, Honeywell, ABB, Andritz Hauser, Rockwell hoặc là Emerson, nó họ có rất nhiều thiết bị liên quan tới giao thức này, cho nên cái việc triển khai tích hợp nó rất là dễ dàng. Thì đó là một trong những cái thông tin ngày hôm nay mình đem lại cho các bạn, cũng hy vọng là giải đáp được rất là nhiều câu hỏi được đặt ra trong thời gian qua. Và khi mà chúng ta mua thiết bị, khi chúng ta sử dụng thiết bị thì cái việc mà có được một số nhà cung cấp người ta hiểu được cái những cái giao thức này, người ta tư vấn nó sẽ hiệu quả hơn. Và nếu như các anh em cần thì chúng ta hãy để lại comment bên dưới hoặc là gọi trực tiếp số điện thoại, thì cái đội của tôi sẽ sẵn sàng hỗ trợ cho quý anh chị trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt là bên cạnh các
chia sẻ những cái thông tin liên quan tới truyền thông, thì tôi còn cung cấp những cái thiết bị liên quan tới chuẩn công nghiệp, đặc biệt hoạt động trong môi trường chống cháy nổ, kể cả các hãng lớn đang thể hiện trên màn hình và kể cả các hãng mà hiện tại chúng ta ít nghe tới, thì mình sẽ tư vấn một cách hiệu quả và một cách gọi là đúng cái yêu cầu nhất đối với các anh em. Rồi, như vậy là chúng ta đã nắm được các giao thức khác là gì, sử dụng trong công nghiệp là gì rồi. Thì cũng xin cảm ơn các anh em đã theo dõi video đến đây. Và chúng ta hãy, nếu mà có câu hỏi thì hãy comment hoặc là gọi điện trực tiếp tới số điện thoại thể hiện ở phía dưới một comment. Một lần nữa, xin cảm ơn và hẹn gặp lại với các anh em trong những video sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.